Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Minh Audio. Cuối tập trước, nhìn thấy đám cường giả mình mang tới thân thể đều nhau nhau võ ra, ngay cả thần hồn dưới áp lực của thế giới hỗn độn cũng hóa thành hư vô, thì Minh Đao liền lớn tiếng quát. Đám người các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau dung nhập vào vùng thiên địa này, chờ chết sao? Vâng, đại nhân. Đám minh tộc nửa bước siêu thoát, hoặc là minh tộc cấp chí tôn căn bản không có đường phản kháng, trước đó chỉ bị Minh Đao làm cho khiếp sợ, giờ phút này nào còn dám do dự, vội vàng dựa theo Minh Đao phân phó, lập tức dung hợp với phương thiên địa này trong nháy mắt khi bọn họ dung hợp thế giới hỗn độn một lực lượng kinh khủng không ngừng tràn vào trong cơ thể bọn họ trong nháy mắt trong cơ thể đám người bọn họ lập tức cảm thấy một lực lượng kinh người ra đời bọn họ kinh hãi cảm giác thân thể của mình phát hiện tại nơi vứt bỏ này trăm triệu năm không thể tăng lên tu vi vậy mà tại thời khắc này chậm rãi buông lỏng bên trong bổ nguyên của bọn họ phản phất có một cổ lực lượng mới sinh đang chậm rãi bay lên nhưng không đợi khiếp sợ trong lòng bọn họ hạ xuống từng luồng khí tức kinh khủng phóng lên trời trước mắt bao người tu vi của không ít người trong bọn họ đang nhanh chóng tăng lên rất nhiều cường giả vốn là chí tôn đỉnh phong nhưng trong nháy mắt này lại đột nhiên tăng lên trực tiếp bước vào cảnh giới nửa bước siêu thoát chỉ trong chốc lát ở đây đã sinh ra trọn vẹn hơn trăm người nửa bước siêu thoát vô số lực lượng nửa bước siêu thoát kinh người từ trong thế giới hỗn độn bốc lên từng trần lập tức cảm giác được thế giới hỗn độn này vậy mà lại chậm rãi khuếch trương lên trong nháy mắt toàn bộ thế giới hỗn độn lâm vào trong một loại biến hóa kinh người mà trong lúc đám người này tu vi điên cuồng tăng lên trong hỗn độn thế giới thiên âm thần tôn và lục tuyệt minh nữ lại sợ đến ngay người chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì phải biết rằng ba thế lực lớn bọn họ liên hợp lại tổng cộng cũng chỉ có khoảng 20 người siêu thoát, nhưng hiện tại trong chốc lát, vậy mà đã sinh ra trọn vẹn hơn trăm người nữa bước siêu thoát, đây quả thực chính là nghe rợn cả người, càng làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, theo một 20 tên nữa bước siêu thoát dưới trướng bọn họ, sau khi dung nhập vào thiên địa, khí tức tăng vọt, một cổ khí tức siêu thoát mơ hồ nở rộ ra, có không ít người dưới trướng, đúng là có loại cảm giác bước vào cảnh giới siêu thoát ngay tại chỗ. Ồ, đột phá siêu thoát. Trong lòng từng từng hơi động, hắn sải bước ra một bước, thân thể nguyên ngay giống như thần chi, trong nháy mắt đi tới trước mặt mọi người, để bổn tọa ban cho các ngươi vinh uy vô thượng bàn tay lớn của từng trần thò ra trực tiếp đè lên đỉnh đầu mọi người phía dưới trong phút chốc trên mi tâm vô số nửa bước siêu thoát ngày sáng lên một đường vân ống ánh đường vân màu đen lưu chuyển bên trong thế giới hỗn độn trong khoảnh khắc tuôn ra một đạo lôi kiếp chi lực kinh khủng lôi kiếp chi lực này là một mảnh xanh thẳm đây chính là lực lượng tài quyết thần lôi của từng trần thế giới hỗn độn bây giờ chỉ là một tiểu thế giới cũng không phải là thế giới chân chính ngay cả thế giới như thiên giới cũng không thể sinh ra siêu thoát nơi như vũ trụ ban đầu đều rất khó sinh ra siêu thoát thế giới hỗn độn hiện tại của từng trần muốn trực tiếp sinh ra siêu thoát độ khó tự nhiên phi phàm bất quá hiện tại việc từng trần muốn làm cũng không phải là để bọn họ trực tiếp bước vào cảnh giới siêu thoát mà là để cho bọn họ nắm giữ lực lượng siêu thoát chỉ thấy từng đạo tài quyết thần lôi kinh người ở trong thiên địa nhanh chóng bổ xuống từng trần lấy lực lượng tài quyết thần lôi của bản thân diễn biến lực lượng luân hồi mệnh kiếp nhất trọng siêu thoát giờ phút này từng trần lơ lửng giữa trời đất trên đỉnh đầu của hắn thập kiếp bị xuất hiện lấy thập kiếp bị làm chủ thể của kiếp vân trong đó 10 đạo luân hồi thử thách hóa thành khảo nghiệm 10 tầng lôi kiếp đầu tiên của luân hồi mệnh kiếp mà bản thân từng trần được truyền thừa từ u minh đại đế diễn biến ra khí tức đại đạo của minh giới lại lấy lực lượng huyết mạch lôi đình trong cơ thể hắn hóa thành lực lượng lôi kiếp vô tận trong khoảnh khắc từng đạo lôi đình xanh thẳm phun trào trong quá trình bổ xuống trong nháy mắt biến thành kiếp vân đen kịt của minh giới vô số lôi đình trong nháy mắt bao phủ lấy đám người bên dưới đang đột phá siêu thoát tiếng gào thét thống khổ vang lên hơn phần nửa số cường giả bị kiếp vân luân hồi mệnh bao phủ trong vô tận kiếp vân nhau nhau thống khổ rống giận nhưng khí tức trên người bọn họ lại không ngừng trở nên mạnh mẽ trước mắt bọn họ một tầng kiếp nạn luân hồi mệnh xuất hiện tầng thứ nhất là ảo cảnh sau đó là địa thủy hỏa phong tiếp theo là không gian nguyên độc thời gian thần hồn tài quyết vô tận lực lượng đại biểu cho thập trọng luân hồi mệnh kiếp trong nháy mắt tất cả đều bộc phát đồng thời từng trần còn những động tử hải chi thủy bên trong kiếm dị xét thần bí lấy sát ý khủng bố trong tử hải chi thủy hóa thành một tầng sát kiếp lôi kiếp đang rèn luyện thần hồn cùng nhục thân của những người này mà ở phía dưới thiên âm thần tôn và lục tuyệt minh nữ đều nhìn đến choáng váng bọn họ nhìn thấy gì vậy từng trần trước mắt vậy mà hóa thành luân hồi mệnh kiếp lại để cho các cường giả bọn họ mang tới đột phá siêu thoát cảnh giới đây quả thực là chưa từng nghe thấy đừng nói là bọn họ ngay cả vạn cốt minh tổ đứng một bên cũng choáng váng nhiều năm qua hắn đi theo u minh đại đế có cảnh tượng gì mà chưa thấy qua nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn kiếp vương luân hồi đây là kiếp vương khủng bố có thể giúp người ta đột phá siêu thoát cảnh giới lại bị trần thiếu diễn hóa ra đây quả thực là gặp quỷ trần thiếu không hổ là trần thiếu khó trách ngay cả u minh đại đế cũng để cho mình phải đi theo đây quả thực không phải là người mà một bên tiểu nữ hài cũng mở to mắt trong đôi mắt lộ ra vẻ khó tin đại ca ca thật là lợi hại nàng lẩm bẩm nói trong tầm mắt của nàng trên đỉnh đầu từng trần bị vô tận lôi đình bao phủ hóa thành thần cương vô thượng kiêu ngạo rốt cuộc một tầng kiếp nặng luân hồi hạ xuống tiếng ầm ầm vang lên kèm theo vô tận lôi đình hạ xuống trong đó từng đạo khí tức siêu thoát hiện ra lúc trước hơn một trăm nửa bước siêu thoát trong nháy mắt vậy mà hiện ra năm cổ khí tức siêu thoát mà khi năm vị siêu thoát này xuất hiện đồng thời toàn bộ thế giới hỗn độn cũng phát sinh biến hóa kinh người trở nên càng ngưng thực vô cùng kiên cố Hình như thế giới hỗn độn có biến hóa đặc biệt nào đó. Tần trần ngẩng đầu, như có suy nghĩ gì. Trước kia hỗn độn thế giới chỉ là một thế giới bình thường, hiện tại dưới sự diễn hóa luân hồi mệnh kiếp của Tần trần đã sinh ra năm vị cường giả cấp siêu thoát. Đây là một sự tăng lên cực lớn đối với hỗn độn thế giới. Để cho thế giới hỗn độn thật sự tồn tại, mạnh mẽ bước vào một tầng của vũ trụ. Đáng tiếc năng lượng bên trong thế giới hỗn độn không đủ, cường giả siêu thoát cũng không thể sinh ra từ hư không. Bất kỳ một sức mạnh bổn nguyên nào thoát ly đều sẽ rút lấy lực lượng của vũ trụ, mà thế giới hỗn độn trước mắt tạm thời chỉ có thể để cho năm người siêu thoát ra đời mà thôi mà lúc này năm vị siêu thoát kia trong nháy mắt phóng lên trời đi tới trước mặt tầng trần cung kính quỳ xuống thần sắc kích động chúng ta tham kiến chủ nhân trong lòng năm vị siêu thoát này kích động không thôi mà ở phía dưới hơn trăm tên chưa từng triệt để đột phá siêu thoát cùng với vô số chí tôn cường giả cũng là quỳ xuống ánh mắt cung kính tầng trần giơ tay lập tức vô số cường giả nhao nhao đứng lên giống như một tín đồ cuồng nhiệt năm người các ngươi mặc dù đột phá siêu thoát nhưng chỉ là ở trong thế giới trong cơ thể bản tọa các ngươi muốn triệt để trở thành cường giả siêu thoát còn phải ở trong minh giới đạt được đột phá bất quá lấy tu vi hiện tại của các ngươi chỉ cần một lần nữa trở về minh giới có thể đột phá bất cứ lúc nào còn các ngươi cũng vậy thôi từng trần nhìn về phía những người khác những người còn lại này tuy rằng chưa từng bước vào siêu thoát nhưng cảnh giới đã đạt tới rồi chỉ cần trở lại minh giới đều có thể chân chính bước vào cảnh giới siêu thoát hai người các ngươi còn đang do dự cái gì lúc này mình đào quát nhẹ với thiên âm thần tôn và lục tuyệt minh nữ đã triệt để sửng sốt nghe vậy thiên âm thần tôn và lục tuyệt minh nữ lập tức tỉnh táo lại minh đào sợ dĩ ngươi có thể đột phá nhất trọng siêu thoát đỉnh phong chẳng lẽ là vì hai người đột nhiên nhìn về phía minh đao nếu không phải vậy thì sao minh đao ngạo nghễ nói chủ nhân chính là tồn tại chí cao vô thượng trên đời có thể tùy ý khống chế sinh tử của chúng ta ban tặng cho chúng ta vinh quang hiện tại cho các ngươi cơ hội đầu nhập vào chủ nhân đó là phúc khí mà đời này các ngươi tu được nhưng nếu còn chấp mê bất ngộ vậy chỉ có thể nói là các ngươi không xứng trở thành tín đồ của chủ nhân minh đao nghiêm nghị nói mà lúc này ánh mắt của Tần trần cũng nhìn lại chỉ là bị một ánh mắt của Tần trần nhìn thấy thiên âm thần tôn và lục tuyệt minh nữ có loại cảm giác thần hồn muốn tan vỡ chúng ta nguyện ý trở thành một thành viên dưới trướng chủ nhân nhận đại nhân làm chủ thiên âm thần tôn và lục tuyệt minh nữ có loại cảm giác bọn họ dù không thần phục rất có thể sau một khắc sẽ tan xương nát thịt lúc này hai người bất chấp những thứ khác trong nháy mắt dung nhập bản nguyên của bản thân vào trong thế giới hỗn độn trong nháy mắt khi hai người dung hợp trong đầu bổng dưng truyền đến tiếng oanh minh như khai thiên một cổ lực lượng chí cao của dương gian tiến vào thân thể bọn họ khiến cho tu vi của bọn họ trong nháy mắt tăng lên hướng tới nhất trọng siêu thoát đỉnh phong cùng lúc đó thế giới hỗn độn cũng lần nữa mở rộng vũ trụ mở ra mở rộng với tốc độ kinh người một lát sau thế giới hỗn độn đã bình tĩnh trở lại nhận được tẩm bổ to lớn mà thiên âm thần tôn và lục tuyệt minh nữ thì dựa vào hỗn độn thế giới dung nhập cùng bước vào cảnh giới siêu thoát đỉnh phong bái kiến chủ nhân thiên âm thần tôn và lục tuyệt minh nữ nhao nhao quỳ xuống lục tuyệt minh nữ tư thế cuối thấp dáng người uyển chuyển hiện ra một đôi môn kiều mỹ cao vút lên các ngươi đứng lên đi hiện tại bổn tọa lệnh cho ba người các ngươi lập tức đi ra ngoài đưa những người ngoại giới đến đây tần trần nhàn nhạt nói chủ nhân sát quỷ mang đến minh viên mộ tướng của tử ngục người này có một thân tu vi thông thiên nếu như xông vào nơi đây sợ là minh đao vội vàng nói không sao từng trần đạm mặt nói chẳng qua chỉ là một tên nhị trọng đỉnh phong siêu thoát mà thôi các ngươi rời khỏi tử hải tuyền nhãn cũng dẫn hắn vào tử hải tuyền nhãn bổn tọa tự có tính toán nghe vậy minh đao lục tuyệt minh nữ và thiên âm thần tôn trong nháy mắt hành lễ sau một khắc bỗng nhiên biến mất trong thế giới hỗn độn trần thiếu ngươi muốn cho minh Viên mộ kia cũng tiến vào thế giới trong cơ thể lúc này vạn cốt minh tổ nhanh chóng tiến lên câu mày nói chẳng phải trong cơ thể minh vi mộ kia còn ẩn giấu một cỗ lực lượng kinh khủng sao nếu thật sự là một vị cường giả tam trọng siêu thoát một khi tiến vào nơi này sợ là từng trần nghe vậy thì cười lạnh nói yên tâm bản thiếu tự có tính toán trong tay Tần trần kiếm dị xét thần bí xuất hiện một tia sát ý âm lãnh trong nháy mắt phóng lên trời đối với minh vi mộ tướng tự nhiên cần thủ đoạn khác mà trong khi từng trần thu phục đám người thiên âm thần tôn và lục tuyệt minh nữ thì lúc này ở ngoài tử hải tuyền nhãn minh vi mộ tướng đem một đám người đang lẳng lặng đứng ở nơi đó trong đó minh vi mộ tướng bình tĩnh nhìn nước biển tử vong phía trước mà bên cạnh hắn mấy tên thủ hạ hắn mang đến thì thần sắc lo lắng thỉnh thoảng nhìn lên hiển nhiên rất quan tâm tình huống bên trong mắt thấy những tên gia hỏa kia tiến vào tử hải tuyền nhãn đã hơn cả nửa ngày bên trong lại không có một chút động tĩnh nào điều này làm cho bọn họ không lo lắng sao được qua một hồi lâu rốt cuộc nhất trọng đỉnh phong siêu thoát cuối cùng không nhìn được lúc này bước lên trước một bước trầm giọng nói đại nhân tử hải tuyền nhãn đáng sợ như vậy những kẻ kia tu vi lại yếu bây giờ một chút động tĩnh cũng không có sợ là đã chết ở bên trong rồi chúng ta chờ ở đây bất quá chỉ là lãng phí thời gian mà thôi nếu để cho người đi ngang qua phát hiện báo cho cấm khu khác hậu quả sợ là không chịu nổi theo thuộc hạ thấy không bằng để cho thuộc hạ xuất thủ thăm dò xem rốt cuộc tử hải tuyền nhãn này là thế nào minh vì mộ tướng nghe vậy thì chẳng hề bị lay động chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó không vội tử hải tuyền nhãn trước mắt cho bổn tọa cảm giác cực kỳ yếu ớt nếu là tử hải tuyền nhãn bình thường những người kia tiến vào trong nháy mắt sẽ hôi phi yên diệt cho dù là nhất trọng siêu thoát cũng chỉ có thể kiên trì được một lát mà thôi nhưng lúc trước bọn hắn tiến vào tử hải tuyền nhãn lại không truyền đến bao nhiêu chấn động đối mặt hiểm địa bực này nhất định phải kiên nhẫn thêm một chút mới có thể sống được lâu hơn Sát quỷ, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra nơi đây, ngươi có ý kiến gì không? Mà lúc này, Minh Viêm mộ tướng quay đầu nhìn về phía sát quỷ, mở miệng hỏi thăm. Minh Viêm đại nhân nói rất đúng, sát quỷ không người hành lễ, sắc mặt thành kính. Lúc trước khi thuộc hạ tìm thấy tử hải tuyền nhãn này, rõ ràng bị cấm chế bao vây. Nhưng khi lại một lần nữa đến đây, cấm chế này đột nhiên biến mất. Hơn nữa, Minh Viêm đại nhân lúc trước đã nói, tử hải tuyền nhãn này có chút quỷ gì so với những tử hải tuyền nhãn khác, cho nên thuộc hạ cảm thấy, hết thảy đều dựa theo hiệu lệnh của Minh Viêm đại nhân làm việc, nhất định không sai nghe vậy minh viên bộ tướng giống như cười mà không phải cười nhìn sát quỷ chỗ sâu trong đôi mắt xẹt qua một tia lạnh nhạt ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa thì đúng lúc này tử hải tuyền nhãn trước mắt đột nhiên nổi lên sóng gió phịch một tiếng từ trong tử hải tuyền nhãn ba thân ảnh từ đó nhanh chóng bay vút ra khóe miệng ba người chảy máu từng người có chút chật vật chính là ba người minh đao nhìn thấy ba người minh đao vẫn còn sống từ bên trong vọt ra ở đây rất nhiều siêu thoát đều lộ ra vẻ khiếp sợ tiến vào tử hải tuyền nhãn lại còn có thể sống sót rời đi nếu đối phương là chủ cấm khu hoặc là cường giả siêu thoát vạn tượng thần tướng cảnh vậy còn có thể thông cảm nhưng ba người chỉ là nhất trọng siêu thoát mà thôi lại có thể ở trong tử hải tuyền nhãn kiên trì được đến lúc này minh viên bộ tướng cũng nhìn về phía ba người minh đao giải bước ra ba người các ngươi vậy mà còn sống trở ra những người khác thì sao trong tử hải tuyền nhãn này rốt cuộc có cái gì trên mặt ba người minh đao lộ ra vẻ thống khổ không lo lau chùi vết thương trên người vội vàng hành lễ chấn kinh nói hồi bẩm minh viên đại nhân trong tử hải tuyền này là một mảnh thiên địa trống rỗng cũng không có quá nhiều nước biển tử vong tồn tại chỉ là có một cái biển chết một ít vòng xoáy sát ý quanh quẩn bất quá đám người dưới trướng chúng ta bởi vì không chịu được trong đó ẩn chứa sát ý khủng bố đều vẫn lạc ở bên trong nói đến đây ánh mắt ba người minh Đao đều hơi đỏ lên thiên địa trống rỗng không có quá nhiều nước biển tử vong khó trách ba người các ngươi có thể sống sót thiên địa trống rỗng kia thông đến nơi nào chúng ta cũng không biết minh Đao đau khổ lắc đầu trong đó mặc dù là đất trời trống rỗng nhưng đồng dạng ẩn chứa sát ý kinh khủng trong tử hải chúng ta căn bản không thể kiên trì ở bên trong quá lâu sau khi thăm dò một phen chỉ có thể liều mạng trọng thương chạy trốn ra ngoài nghe vậy minh vì mộ tướng như có điều suy nghĩ khó trách tử hải truyền nhãn này cảm giác tự hồ có chút yếu không đúng ánh mắt của hắn ngưng tụ lập tức nhìn về phía thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ trực tiếp vươn tay ra một cổ lực lượng minh hỏa khủng bố hội tụ thành một bàn tay to lớn trong nháy mắt liền bắt lấy thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ minh viêm đại nhân tha mạng thiên âm thần tôn và lục tuyệt minh nữ lộ vẻ hoảng sợ vội vàng sợ hãi nói hai người các ngươi tu vi tăng lên không ít minh viêm mộ tướng nhíu mày nhìn hai người những người khác không cảm giác được nhưng minh viêm mộ tướng thân là nhị trọng đỉnh phong siêu thoát làm sao nhìn không ra khí tức của thiên âm thần tôn và lục tuyệt minh nữ các ngươi đều đã đột phá đến nhất trọng siêu thoát đỉnh phong một phát bắt lấy hai người cảm giác được lực lượng kích động trong cơ thể hai người minh viên mộ tướng không khỏi giật mình mà thiên âm thần tôn cùng lục tuyệt minh nữ mặc dù tu vi đột phá nhưng dưới lực lượng minh viên mộ tướng thi triển ra lại không thể động đậy không khỏi sợ hãi nói minh viên mộ tướng đại nhân chúng ta lúc thăm dò trong trống rỗng thiên địa theo bản năng hấp thu sát ý khí tức bốn phía bất tri bất giác đã có đột phá nghe hai người nói vậy những siêu thoát khác đều lộ ra vẻ khiếp sợ sau đó cùng hiển nhìn về phía mộ tướng minh viêm minh viêm mộ tướng sáng mắt lên buông thiên âm thần tôn ra sau đó trầm giọng nói chúng ta đi vào ba người các ngươi đi trước dẫn đường trong chốc lát dưới sự dẫn dắt của ba người minh đao tám gã siêu thoát trong nháy mắt lướt vào trong tử hải tuyền nhãn mà trong nháy mắt bọn họ tiến vào tử hải tuyền nhãn một đạo sát ý kinh khủng đột nhiên tràn ngập đến là nước biển tử hải bốn phía bao phủ bọn họ một tiếng kêu đau đớn vang lên mấy tên nhất trọng siêu thoát tuy rằng đã sớm có phòng bị nhưng thân thể vẫn bị bao phủ trong nháy mắt bị thương nhưng nước biển tử hải này chỉ là một tầng mặt ngoài trong chốc lát đám người minh viên mộ tướng liên tiến vào bên trong tử hải tuyền nhãn xuất hiện trước mắt bọn họ là một thiên địa đen kịch bốn phía bị nước tử hải bao trùm trong nháy mắt bọn họ tiến vào tử hải tuyền nhãn thì trong thiên địa bốn phía bọn họ từng đạo phù văn cấm chế hiển hiện ra tạo thành một tòa đại trận kinh khủng trong nháy mắt bao phủ đám người minh viên mộ tướng chuyện gì xảy ra vậy các siêu thoát còn lại lập tức giật mình cảnh giác nhìn về bốn phía trong tử hải tuyền nhãn này tại sao lại xuất hiện đại trận cấm chế hoàng nghênh chưa vị quan lâm nơi đây một thanh âm to lớn vang dội vang vọng thiên địa trong hư không vô tận một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt minh viên bộ tướng cùng tất cả mọi người một bóng người này xuất hiện toàn bộ thiên địa trong nháy mắt lưu chuyển từng đạo sắc ý kinh người như là đại dương mênh mông cùng cuộn cuốn tới che khuất bầu trời trong hư không vô tận từng trần chậm rãi đi tới mỗi một bước hạ xuống dưới chân đều có hoa sen hắc ám nở rộ giống như hoa biển ngạn thê mỹ bên cạnh hắn một bộ xương thủy tinh đen kịch lơ lửng trên không theo sát sau lưng từng trần ngoài ra còn có một cô bé cũng bước theo sau tổ hợp như vậy khiến cho tất cả mọi người ở đây đều sững sờ các hạ là ai dám làm càng trước mặt minh viêm đại nhân một tiếng quát chói tai mông lung vang lên sau lưng minh viêm bộ tướng một đám cường giả siêu thoát còn lại nhao nhao bay ra đầu lĩnh chính là một thân áo đen siêu thoát đỉnh phong ánh mắt lạnh lùng nhìn từng trần trong mắt có sát ý phun trào phía sau đám người ánh mắt minh viêm bộ tướng lóe lên hắn quay đầu nhìn về bố phía từng đạo tử vong cấm chế đen kịch lưu chuyển hóa thành một đại trận kinh người bao phủ cả thiên địa giam đoàn người bọn họ vào trong đó như là lồng giam làm càng trước mặt chủ nhân nơi này nào có phần cho ngươi nói chuyện còn không mau quỳ xuống cho chủ nhân trong nháy mắt ba người minh đao tiến vào phiến thiên địa này liền đi tới trước người tần trần minh đao nghe được lời đối phương nói sắc mặt trầm xuống lúc này quát chói tai nghe vậy tên đồ lĩnh nhất trọng đỉnh phong siêu thoát kia không khỏi cười lạnh một tiếng hừ minh đao bà tán tu các ngươi sợ là chưa thấy qua thế sự gì nhỉ buồn cười tên này tuổi còn trẻ như vậy có thể có năng lực gì ở đây giả thần giả quỷ trước mặt tử thần những cấm khu khác cũng không dám ngăn ngược kẻ này là cái thái gì hung hăng trước mặt minh viêm đại nhân người này cười nhạo một tiếng khinh thường nói cho các ngươi một cơ hội quỳ xuống trước nói ra tất cả có lẽ còn có cơ hội sống sót nếu không chỉ bằng hành động lúc trước của các ngươi hôm nay ba người các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ làm càng dám vô lễ với chủ nhân sắc mặt minh Đao trầm xuống chủ nhân của ta chính là người khống chế tự hải tuyền nhãn chúa tể của vùng đất vứt bỏ còn không mau thần phục chủ nhân tìm kiếm tha thứ đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha